Rồi tí tí ở lại con này. Lấy sai đấy nhá. Đánh đánh về về không tầm của anh được. Vậy thì mình chào các em lớn để cùng đi đến với các em. Còn những đội tuyển coi như rất chắc chắn và rất đẹp ạ. Sau là trận đơn là bạn cứu lô đồng tiền do là sinh đoán Thiên Anh Ngọc Trinh ở đây xem nào mà làm gì đây cho anh xin được trận đơn. Sau là trận đơn là bạn cứu lô đồng tiền do là sinh Thiên Anh Thiên Anh Ngọc Trinh đi tiếp đặt nhiệt xin được trận đơn. Mời các bạn đến với chú trận đơn với nhà. Vâng, xin chào các bạn lớn, mời quý vị chào các sinh nhật mang nghề. Vâng, xin chào các bạn. Tiếp theo là bài tứ lệ đại viên. Xin các em nghe bài trí thực hiện bài biểu diễn của mình. Vâng, sau bài tối lên tiền là phần nhau lớn các bạn do nó sinh trường đảm nhiệm xin mời em chuẩn bị. Đây là bài tối lên tiền do các con thầy chúng ta đang biểu diễn, xin mời chuẩn bị trọng bước hai phần lớn để phục vụ cho hai bên chúng ta. Bài tứ lệ đồng tiền do hai cái thanh chúng ta đang thực hiện bài biểu diễn của mình. Đây chính là hai cái thanh. Tiếp theo là phần nhà lớn cơ bản do vẫn thực hiện đặc biệt cho mấy bài biểu diễn. Đây chính là sự nhập trang với đại thân lớn để cổ vũ cho các sân trường. Đây là bài tập nhà lớn các bạn do các thanh niên đã thực hiện bài biểu diễn của mình. Có chúc mừng các em.